Anh có phải là người nhà của cô Dạ Thảo không? À, dạ phải, tôi là chồng cô ấy. Cô ấy sao rồi? Vợ của anh sanh rồi. Chị thì mừng quá. Con gái hay con trai gì cô? Là con gái. Vợ anh bị té, buộc phải sanh sớm hơn. Nhưng mà vợ tôi sao cô? Nên sao vậy? Con gái của anh bình an rồi không sao. Nhưng vợ của anh cổ sanh khó, bị băng huyết khó cầm, cho nên cổ bị ngất xỉu. Các bác sĩ đang chăm sóc cho vợ của anh ở bên trong. Anh đừng có quá lo lắng. Ờ, cô có thể cho tôi vào thăm vợ con tôi được không? Dạ không có được đâu anh. Ờ, tôi cũng là thầy thuốc mà. Dạ anh cứ ở đây đi, để tôi hỏi ý kiến bác sĩ rồi tôi trả lời cho anh. Cảm ơn cô. Trời ơi, chị Trinh, sao không khi nào em thấy chị ngơi tay vậy? Bộ chị không biết mệt hả? Cũng mệt, nhưng mà việc nhà chưa hết, làm sao mà nghỉ được. Công việc nhà nhiều như vậy, có mình chị làm, em thấy bất công quá. Chị à, hay là để em bàn với má, nói với anh Khải mướn người làm cho. Mướn người về làm? Vậy té ra chị là người ăn không ngồi rồi rồi. Chị biết chuyện gì chưa? Em chưa nói sao chị biết được, xin lỗi chị. Chị phải bình tĩnh nghe em nói nha. Chuyện gì vậy em? Bà Thảo sinh con rồi. Dạ Thảo đã sinh con rồi sao? Khải à, cho ba hỏi con một chút coi nè. Vợ con sinh dễ không? Con gái hay con trai? Dạ con gái má. Con gái à? Nhưng mà không có sao hết đó, con gái đầu lòng dễ mừng ăn con à. Nè, mà sao không ở trong nhà thương với vợ con, về làm cái gì? Con về lấy đồ, rồi con vô trống liền. À, lấy cái gì thì vô soạn nhanh đi, rồi còn chở má vào thăm cháu nội luôn nghe. À, bây giờ má nôn gặp mặt cháu nội lắm rồi. Không biết là nó giống cha hay giống mẹ đây. Ờ, thủng thỉnh thời gian rồi hãy thăm má. Sao mà thủng thỉnh chứ? Cháu nội của má chào đời mà biểu má chờ như vậy làm sao mà được? Bộ con muốn má chết vì nôn hay sao? Không có được, lẹ lẹ đi rồi chở má vô thăm cháu nội liền nghe. Dạ Thảo bị băng huyết. Trời đất, bị băng huyết hả? Như vậy là nguy hiểm lắm. Con phải chở má đi liền coi nó làm sao chứ. Bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc rồi, cho nên người ta sẽ không cho vô đâu. Rồi sao? Cũng chưa chắc nhìn cháu của má được đâu. Thôi, thôi thì con nói làm sao má nghe vậy. Nhưng mà đừng có để má lo lắng à nghe. Cô y tá, tôi đã hỏi ý kiến của bác sĩ, ông ấy không cho anh vô thăm. Đây là con của anh nè. Con của tôi à? Con của tôi. Con của tôi đây sao cô? Bé gái nặng được 3,2 kg. Dạ. Bộ, cô ơi, sao mà con của tôi bị như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Khi sinh ra bé đã bị như vậy rồi. Ủa, sao vậy? Rồi nói về lấy cái gì mà không vô lấy lẹ lên đi rồi vô với vợ con chứ? Dạ con biết rồi. Mừng cha mà chả thấy nó vui chút nào hết trơn vậy đó. Thank you.
Em ơi, anh có pha cho em ly sữa nè. Em uống đi, cho khỏe. Em không uống đâu. Em nè, mới sinh con, đừng có khóc, có hại cho mắt lắm. Mấy ngày trong bệnh viện, anh có nghe người ta nói gì không? Ý em nói chuyện người ta bàn tán về con gái mình đó hả? Thôi kệ đi, hơi đâu mà để ý làm cái gì. Tội nghiệp con quá, mới sinh ra mà đã bị người ta đàm tiếu. Anh nghe tại sao anh không bắt mọi người im lặng? Em nói cái gì kỳ vậy? Thiên hạ nói bằng cái miệng của người ta, làm sao anh có quyền cấm người ta? Với lại người ta đâu có đặt điều nói sai đâu. Con của mình thật sự nó như vậy mà. Con người ta thì trắng trẻo mập mạp, xinh như bông như hoa. Còn con mình xấu như ma như quỷ, ai nhìn thấy cũng giật mình. Em à, em bình tĩnh đi. Con nó đang ngủ, em lớn tiếng vậy con nó sẽ giật mình vậy sao? Tất cả là cũng tại anh. Em à, đã là cha là mẹ, sinh được con xinh đẹp thì vui mừng, nhưng lỡ sinh con xấu xí bệnh tật thì mình cũng phải nuôi. Đó là con của mình, em cứ dằn vặt hoài, con nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Tất cả là cũng do anh. Tại sao anh không cho em được một đứa con xinh đẹp như người ta, mà anh lại cho em một đứa xấu xí như ma quỷ như vậy? Rồi nó còn bị người ta nguyền rủa nữa chứ. Em còn đổ thừa cho anh nữa. Không phải tại anh thì tại ai? Anh là cha của nó mà. Anh đã không muốn nói thì thôi. Con nó ra nông nổi như thế này không phải tại anh, mà là tại em. Sao lại tại em? Em làm cái gì? Em làm cái gì chứ? Ý của anh nói tại em muốn thuốc phá thai nên con nó mới như vậy hả? Trong những ngày đầu của thai kỳ, đứa bé đã bị ảnh hưởng bởi thuốc. Chuyện em uống thuốc phá thai là một trong những nguyên nhân khiến con mình bị như vậy. Không đúng, không đúng. Chưa hết, trong lúc mang thai em đã không ý thức, lại còn uống rượu, đi chơi, lại còn nịch bụng nữa. Em còn mang giày cao gót bị té, suýt chút nữa đã hại mạng em và mạng của con mình rồi. Sao mấy chuyện này anh biết? Có phải con Thắm nó nhiều chuyện với anh không? Ai nói với anh chuyện đó không quan trọng. Em chỉ biết một điều là những lời nói dối của em anh đã biết hết rồi. Anh thật không ngờ em đã trở nên tệ quá. Trong khi anh lao lực kiếm tiền, còn em lao vào ăn chơi cờ bạc. Nhà cửa thì không lo, con cái thì không chăm sóc, rồi bây giờ lại đổ thừa cho anh nữa. Em biết rồi, em biết hết rồi. Tại vì em có bầu, em xấu xí, em không thể chiều lòng anh như trước nữa, cho nên anh đã thay lòng đổi dạ. Thảo à, lỗi của em nó rành rành ra đó rồi mà em còn cãi lý không chịu nhận nữa. Em thật không bằng Trinh Trinh. Trời ơi, dạ Thảo này hư quá, ở nhà mà không khóa cửa gì hết, không sợ anh trộm vô hay sao á? Anh vừa nói cái gì vậy? Em không bằng Trinh Trinh hả? Đúng. Làm sao em dám so sánh em với Trinh Trinh? Tại vì em nhà nghèo, em quê mùa, em không cao sang, không xinh đẹp bằng Trinh Trinh của anh được chứ? Ý anh không phải là như vậy. Em đừng có vô lý quá. Lỗi của em phải nhận chứ. Tại sao bây giờ em lại trách ngược lại cho anh? Em nghèo, chỉ có những người nghèo cho nên họ mới vô lý như vậy. Chỉ có những người giàu có xinh đẹp như Trinh Trinh của anh thì mới có lý thôi. Anh đi về đi, anh đi về với Trinh Trinh của anh đi. Anh đi đi. Tại sao lại cố chấp, em cố tình không chịu hiểu vậy? Anh so sánh em với Trinh Trinh hồi nào? Em bình tĩnh lại có được không? Em không có bình tĩnh, em không bình tĩnh gì hết. Anh đi đi, đi về với cô vợ trắng đói của anh đi. Đây là do em,
Em đuổi anh thì anh đi, chứ không phải là do anh. Anh đi đi. Vậy Dạ Thảo, em làm cái gì mà em khóc bù lu bù la lên vậy? Em khổ quá chị ơi. Sao? Khổ chuyện gì nữa em? Cái gì cũng phải từ từ kìm lại. Em còn non ngày non tháng, xúc động vậy không có nên đâu. Em ơi, đuổi anh Khải đi rồi. Cái gì? Em đuổi Thế Khải hả? Dạ. Nhưng mà tại sao em đuổi Thế Khải đi? Em mới sanh, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc chứ. Cái gì cũng tại con quỷ này anh á. Em kỳ quá à. Ôi trời đất ơi. Đó, thấy chưa? Ai nhìn thấy nó cũng giật mình như chị vậy á. Không phải. Chị xin lỗi. Tại vì chị hơi bất ngờ nên không kềm chế được phản ứng của mình. Anh cả nổi nóng với em cũng vì nó. Anh đổ thừa là tại vì lúc có thai em uống thuốc bậy bạ cho nên nó mới như vậy á. Anh còn không dám để cho má anh tới thăm, tại sợ má anh nhìn thấy rồi má anh giật mình thất vọng. Tốt lắm, ngay cả ông trời cũng giúp mình rồi. Trinh Trinh, em yên tâm, vì dưỡng không cho em ly dị Khải thì chị sẽ dành Thế Khải lại cho em. Em à, chị thấy Thế Khải làm như vậy là cũng đúng rồi. Bây giờ em nghĩ coi, nếu như mà má chồng em nhìn thấy một đứa cháu nội của mình xấu xí, kinh dị như vậy, chắc là thất vọng và giận lắm. Nói không chừng hả, bà sẽ cấm tuyệt không cho em bước chân vô nhà nữa kìa. Sao kỳ vậy? Em nhớ hồi trước chị với anh Khải nói, chỉ cần em sanh một đứa con thì má chồng em chỉ vì thương cháu mà nhận em làm dâu. Thì phải rồi, chị đã nói như vậy. Nhưng mà em nhìn lại coi, một đứa cháu xấu xí, xui xẻo như vậy thì làm gì má chồng em thương được. Chị, nhưng mà nó xấu cỡ nào thì nó cũng là con của anh Khải, là cháu nội của má chồng em mà. Mình không phải người độc ác, nhưng vì Trinh Trinh một lần trong đời làm người xấu vậy. Chị hả? Chị nói đi, sao lúc nào chị cũng suy nghĩ một mình hết vậy? Tại vì em còn nhỏ cho nên em chưa có biết nhiều. Để chị nói cho em nghe, nếu như mà em sinh một đứa con xấu xí, về hình thức như mũi tẹt, mắt hí, da đen, tóc ít thì chả sao hết. Nhưng mà nó chỉ có một cái bớt ở trên mặt thôi à. Cái bớt này là cái bớt không bình thường, bởi vì chỉ có những đứa lộn vòng quỷ ma chuyển thế nó mới có thôi. Chị lộn vòng là sao chị? Là những đứa sinh ra để hại người. Nó có vòng đời rất là ngắn, cứ sinh ra rồi chết đi, rồi sinh ra chết đi liên tục như vậy. Không chỉ vậy, nó còn khiến cho những người thân bên cạnh nó gặp xui xẻo nữa. Người nào mà ăn ở thất nhân ác đức lắm á, mới sinh ra những đứa con như vậy nè. Đúng rồi, hình như trong xóm em cũng có một đứa như vậy. Cả nhà của nó sau này khổ lắm, tha phương cầu thực luôn đó. Khải làm như vậy á, tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi. Không có một má chồng nào mà muốn cưới một đứa con dâu vô đức vô năng để mang lại tai hại cho gia đình. Đứa con này đúng là ăn hại, vừa xui xẻo. Bây giờ thì em nhớ rồi. Lúc còn ở trong bụng thì nó làm cho ba nó ở tù, xém một chút là mất hết sự nghiệp và tương lai. Còn làm cho má em giận và từ em luôn. Còn lúc sinh nó ra, nó còn muốn lấy luôn mạng sống của em nữa chứ. Em nhắc thì chị mới nhớ. Sao chuyện này nó lại trùng hợp như vậy? Chị, còn nữa,
Thường ngày anh Khải rất là thương em, em nói cái gì anh cũng chiều em hết. Vậy mà hồi nãy anh lại nổi nóng, rồi còn khen Trinh Trinh trước mặt em nữa chứ. Rồi anh bỏ em đi luôn, anh không quan tâm tới em. Thế Khải khen Trinh Trinh? Dạ. Không được, em không thể nào để đứa con ma quỷ này ám hại em. Em phải thoát khỏi nó. Thoát khỏi? Nhưng mà thoát khỏi bằng cách nào? Không lẽ bây giờ em đem cho người ta nuôi? Trời, mình vừa nói như vậy, một điều tàn nhẫn như vậy mà mình cũng có thể nói ra được sao? Nhưng mà đây là cơ hội ngàn vàng để giành Thế Khải lại cho Trinh Trinh, mình không thể bỏ qua được. Chị, hồi nãy chị nói gì? Chị nói là đem con em đi cho hả? Thì muốn nó không hại được mình, chỉ có cách này thôi. Cho nó đi, càng xa càng tốt. Chị nói cũng phải, em sẽ cho nó đi. Nhưng cho ai bây giờ hả chị? Đâu có ai chịu nuôi một đứa trẻ xấu xí và xui xẻo như vậy đâu. Người bình thường có thể không nhận, nhưng nhà chùa sẽ không từ chối đâu. Chùa hả? Ừ. Dù sao thì nó cũng là ma quỷ tái sinh, đem nó vô chùa thì theo chị nó là hợp lý nhất. Biết đâu ở bên cạnh Đức Phật, đứa bé sẽ thoát khỏi tai kiếp và tăng tuổi thọ, để mà không gây tai hại cho ai. Rồi biết đâu nhờ cơ duyên tu hành chánh đạo lại mang lại phúc đức cho gia đình, dòng họ thì sao? Nếu như con em vô chùa thì nó sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, mà nó lại không hại đến em và hại đến mọi người trong gia đình. Nghe chị nói làm cho lòng em nhẹ nhõm, như khắc được gánh nặng ngàn cân. Em cảm ơn chị, đúng là quý nhân xuất hiện kịp thời để giúp đỡ cho em.
em Thanh ăn cơm xong vẫn chưa uống nước, cho nên là em rót ly nước đinh vô cho anh. Bây giờ mình mới nhớ, hình như từ lúc cưới nhau Dạ Thảo chưa rót cho mình ly nước nào. Tại sao cô ấy không thể chịu gạt, nói năng nhỏ nhẹ như Trinh Trinh chứ? Anh Khải à, anh có chuyện không vui hả? Cô nhìn thấy là biết rồi còn hỏi làm cái gì nữa. Nhưng mà cho dù tôi và Dạ Thảo có giận hận hay là cãi giải gì đi nữa, thì cô cũng đừng lợi dụng cơ hội này bước vào trái tim của tôi. Dạ, anh nghĩ sai ý của em rồi. Em không lợi dụng cơ hội để bước vào trái tim của anh đâu. Em chỉ muốn khuyên anh một câu. Khuyên tôi một câu? Em muốn khuyên anh, cho dù là anh có giận có tới đâu thì cũng không nên để cho chị Thảo ngủ một mình. Ý cô là bây giờ tôi đến với Dạ Thảo sao? Dạ phải. Mà anh cũng nên kiếm người để phụ chị Dạ Thảo. Cô làm cho tôi ngạc nhiên đó. Cho dù là chồng hờ vợ tạm, nhưng mà thật sự là trong lòng của cô không có một chút đố kỵ ganh ghét nào với Dạ Thảo sao? Tôi hỏi thiệt nha, cô thật sự cao thượng hay là cô cố tình ra vẻ để cô lấy lòng của tôi? Qua thái độ của anh lúc này, em biết là anh đang giận chị Thảo. Theo lẽ thường, em sẽ châm dầu vô lửa, nói khích để anh nổi nóng, tìm cách chia rẽ hai người. Nhưng em sẽ không làm như vậy đâu. Vì em biết là chị Thảo vừa mới sinh em bé, tâm trạng thất thường lắm. Chị lại còn rất yếu, có người chăm sóc. Cho nên là chính vì vậy nên cô mới khuyên tôi đến với Dạ Thảo sao? Dạ phải. Làm như vậy là ngu ngốc đó, cô có biết không? Em biết. Nhưng mà em đặt mình vào hoàn cảnh chị Thảo mà suy nghĩ, nếu em là chị Thảo, em sẽ tủi thân và đau khổ lắm. Và em biết là anh chỉ giận chị Thảo nhất thời thôi. Nếu như mà đêm nay anh không đến, chị Thảo có bề gì, anh sẽ cắn rứt lương tâm của mình cả đời đó. Cô, phụ nữ sinh con, tâm lý bất thường, đúng là lý lẽ này. Tôi đã được thầy Tư giao dạy dỗ kỹ rồi, sao lại có thể quên được chứ? Trinh à, cảm ơn cô đã nhắc tôi. Lẽ ra tôi không nên gây nhau với Dạ Thảo, cô ấy mới sinh con, tại sao tôi phải chấp nhất chứ? Bây giờ tôi tới nhà Dạ Thảo đây. À quên, cảm ơn cô. Cô không chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà còn tốt bụng nhân hậu nữa. Tôi đi đây. Mới sanh em không có được ăn mấy cái đồ nguội lạnh như vậy. Đây nè, anh có đem cơm cho em đây nè. Anh lấy cơm cho em ăn nha. Người ta nói lẫy có một câu à, mà anh bỏ anh đi luôn. Hồi chiều giờ không phải chỉ có cơm lạnh không đâu, mà ngay cả nước uống lạnh cũng không có nữa. Anh biết mà, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nha. Tại vì lúc hồi chiều anh nóng quá,
bỏ qua cho anh nha. À, em à, hồi sáng má đòi qua đây thăm cháu, nhưng mà anh đã cản lại. Tại vì anh sợ má thấy con mình không được đẹp, cho nên anh không cho má đến thăm. Dạ Thảo à, anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Dù con của mình có xấu có đẹp thì đó cũng là con của mình. Em à, nè, nói nghe coi, chiều giờ con của mình có ngoan không? Nó có phá gì em không? Thôi, anh nhớ con quá, anh qua thăm nó mới được. Anh ạ. Em sao vậy? Thôi, anh nhớ con mà. Cục cưng của ba, cục cưng. Ủa, con đâu rồi em? Em, con mình đâu rồi? Em, để con đi cho rồi. Thôi, nè, nhìn cái mặt anh coi, anh đã xin lỗi em rồi mà, đừng có làm đúng anh nữa. Em giấu con ở đâu trong nhà phải không? Em hù anh đúng không? Cho anh biết đi, để anh nắm nó coi, nhớ con lắm rồi đó. Em nói thiệt, em không phải làm nũng đâu. Sự thiệt là em đem con đi cho người ta rồi. Thôi mà, giờ anh phải làm sao em mới chịu. Đừng có giận anh nữa nha. Nói thật cho anh biết, con ở đâu ha? Em nói thiệt, em đem con đi cho rồi. Em nói cái gì vậy? Em nói lại cho anh nghe coi. Em đem con cho người ta thiệt. Em nói thiệt, em đem đứa con xui xẻo lộn vòng đó đi cho người ta. Không thể nào, em không làm như vậy được. Em đang hù anh đúng không? Không. Em giận cho anh không? Không. Em biết đi, em giấu con ở đâu? Nói cho anh biết đi. Em đem cho người ta thiệt rồi mà. Mà em cho ai? Ở đâu? Em không biết. Sao mà em không biết được? Em không biết, người ta đi ngang rồi em cho người ta, em không biết người ta ở đâu. Em cho anh, cho người ta mà em nói là không biết ở đâu hả? Em trả lời cho anh biết đi, bây giờ nó đang ở đâu để anh đi tìm. Em không biết tìm mà. Tại sao vậy? Nói cho anh biết đi. Tại sao em làm như vậy Thảo? Em cũng biết là anh thương con tới mức nào sao Thảo? Con của mình mà, em không thương con hả? Em thương, em thương con mà, nhưng mà em thương anh nhiều hơn. Em thương anh, em thương anh mà em đem con đi cho người ta là sao? Anh ơi, tại vì nó là con lộn vòng, nó là ma quỷ lộn kiếp làm người, nó mang tới xui xẻo cho anh đó. Em làm như vậy là tại vì em muốn tốt cho anh thôi. Em muốn tốt cho anh thôi mà. Em muốn tốt cho anh hay là em muốn trả thù anh? Không. Em giận anh có tình ý với Trinh Trinh, cho nên em cố tình em làm như vậy không phải không? Em không có, em không có nghĩ như vậy đâu. Em nói thiệt, anh không cần biết. Dù có thế nào đi nữa em cũng phải tìm con gì để cho anh. Làm sao mà em tìm được? Em phải tìm được. Anh không cần biết, mà bộ giá phải tìm con gì đây em biết chưa? Nếu không biết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Anh ơi, anh Khai ơi, anh ơi, anh ơi, em cho rồi em đâu có biết ở đâu mà em đi tìm lại. Chị Ngân ơi, chị Ngân ơi, chị Ngân, chị Ngân ơi.
Trời đất ơi, nửa đêm mà em đi đâu vậy Dạ Thảo? Chị ơi, em tới tìm chị á. Đi, đi vô nhà đi em. Em này, em thiệt tình à, không biết giữ gìn sức khỏe gì hết. Sanh còn non ngày non tháng, lại đi đêm đi hôm như vậy, lại còn đi xa mấy cây số như vậy. Em không sợ về già em bị ảnh hưởng hả? Em biết, nhưng mà em không ngủ được. Em nhớ con quá. Với lại anh Khải anh biết chuyện rồi chị. Mới đây mà Thế Khải đã biết rồi hả? Dạ. Vậy thì thái độ của Thế Khải như thế nào? Anh giận lắm, anh la em nhiều lắm. Anh bắt em phải đi tìm con về cho anh, nếu không thì anh không tha cho em đâu. Đúng như mình dự đoán, nếu Dạ Thảo làm mất đứa con này, tình cảm với Thế Khải sẽ rạn nứt ngay. Chị ơi, em phải đi kiếm con về cho anh Khải. Chị đem con của em đi đâu vậy? Giúp em đem nó về đi chị. Chị đã đem nó vô chùa rồi, muốn lấy lại cũng phải chờ tới sáng mai mới lấy lại được. Bây giờ nửa đêm như vậy, làm sao mà đi được? Em không được đâu, em lo lắm. Tự nhiên trong lòng em có một cái linh cảm chuyện không lành. Chị, có khi nào em không tìm lại được con em không chị? Rồi, rồi anh Khải có khi nào anh bỏ em luôn không chị? Không đâu, không có chuyện đó đâu, em đừng có lo lắng quá. Vậy bây giờ mình tới chùa mình xin con về liền đi chị, nghe chị. Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi, hay là em vô nhà em ngủ một giấc cho khỏe, rồi sáng mai em với chị cùng đi. Không, em đi liền, em phải đi liền. Nếu mà chị bận á thì chị cứ để em đi một mình cũng được. Chị cho em xin địa chỉ chùa đi chị. Đi chị. Trinh à, vậy là kế hoạch không thành. Nhưng nhìn Dạ Thảo lúc này tội nghiệp quá, chị đành phải trả lại con cho cô ta vậy. Chị em à, làm sao chị để cho em đi một mình được? Chùa nằm ở xa, ngoài ngoại ô. Thôi được rồi, hay em đứng đây đợi chị đi, chị vô thay đồ rồi chị em mình cùng đi nha. Dạ, dạ, chị đi liền đi chị, nhanh nhanh đi chị. Chị ơi, em lo quá. Có khi nào chùa không trả con lại cho em không chị? Không có đâu em, nhà chùa nhất định sẽ trả con lại cho em. Không có gì vui bằng cảnh hai mẹ con được trùng phùng đâu. Tội nghiệp con em quá, mới có mấy ngày mà phải xa mẹ. Cả ngày nay chắc là nó nhớ em nhiều lắm. Tất cả cũng là lỗi của chị, chị xúi em làm chuyện sai trái. Chị xin lỗi em nha. Chị không phải xin lỗi em đâu, chỉ là chị muốn tốt cho em thôi. Chỉ là do em nông cạn, em hồ đồ nên chào sư cô. Dạ chào sư ạ. Chào thí chủ. Nửa đêm khuya chẳng hay thí chủ tìm đến nhà chùa có việc gì? Dạ là con đây, con Tuyết Ngân đây. Sư cô không nhớ con sao? Thí chủ là... Dạ, dạ con là Tuyết Ngân, là người hồi chiều mang đứa bé đến nhờ sư cô để sư cô nuôi giùm đó. Sư cô không nhớ hả? Mô Phật, sư nhớ ra rồi. Là nữ thí chủ có lòng tốt, nhặt đứa bé ở bên đường đem đến nhà chùa cung mang đây mà. Dạ, bẩm sư cô, vì con muốn sư cô nhận lời nên con đã nói dối. Thật ra đứa bé đó không phải do con nhặt được, mà nó là con của Dạ Thảo đây. Dạ phải, thưa cô, đứa bé đó là con của con. Mô Phật, đứa bé đó là con của thí chủ thì tại sao lại mang đi bỏ không nuôi? Dạ, chuyện kể ra cũng dài dòng lắm. Tóm lại là vì trong lúc hoang mang hồ đồ, thần trí không tỉnh táo, nên con đã nhờ chị Tuyết Ngân mang con đi bỏ. Nhưng bây giờ sau khi bình tâm suy nghĩ lại, con không muốn bỏ con của con. Con xin sư cô cho con nhận con của mình lại đi. Dạ phải à. Hai nữ thí chủ đã tạo nghiệp rồi. Sư cô nói vậy là sao? Lúc thí chủ cho con, đã có một nữ thí chủ đi hành hương nhìn thấy. Nữ thí chủ đó đã bị hiếm muộn con, nên nghe tin có người đem con đi bỏ, lòng bất nhẫn và cảm thấy mình có duyên với đứa bé này, cho nên đã xin đứa bé về nuôi rồi.
Sư cô đem cho bà ta sao? Thấy thí chủ đó quá thành tâm, và cũng vì muốn đứa bé có cuộc sống an lạc hơn, cho nên sư cô đã đồng ý cho đứa bé rồi. Trời ơi, vậy rồi người đó tên gì, ở đâu? Sư cô có thể cho con xin địa chỉ người đó không? Sư có hỏi, nhưng thí chủ đó không trả lời, chỉ biết là cô ta ở Cà Mau. Vì tiếng chuồng linh thiêng nên mới lặn lội lên đây để cầu tự. Nay đã được thỏa lòng, chắc nữ thí chủ đó về quê rồi. Con em đi Cà Mau rồi hả? Em không thể nào gặp con của em được. Không được, chị ơi, anh Khải giết em chết. Anh Khải giết em chết, chị ơi. Em không đem con về là anh Khải giết em chết. Chị ơi, anh Khải giết em chết. Em Khải. Dạ, Thảo. Thí chủ Thảo ơi, thí chủ. Em tỉnh lại đi Thảo. Chủ à, sao vậy? Thí chủ Thảo ơi, Thảo. Má hỏi một chút chuyện. Má nghe nói là bữa trước con có đến gặp vợ của người bệnh lao, phải vậy không con? Dạ, con chưa xin phép má, đã tự ý gặp người ta, con xin lỗi má. Không, má có trách gì con đâu. Má chỉ hỏi là tại sao con không kể chuyện này cho chồng và cả nhà mình nghe. Chồng con mà biết chuyện, nó sẽ cảm kích con lắm. Dạ, chồng có chuyện, con là vợ đương nhiên phải lo lắng gánh vác, tìm cách giúp đỡ chồng, chẳng qua là bổn phận phải làm. Anh Khải không cần phải cảm kích con. Đó, bây giờ má tin con chưa? Con à, những ngày vừa qua cả nhà của má đã đối xử với con thậm tệ quá, vậy mà con không hề trách cứ oán hận, lại còn tìm cách giúp chồng thoát nạn. Gia đình này nợ con nhiều lắm. Con xin má đừng nói vậy. Anh Khải thoát nạn là con mừng rồi. Thôi à, con mời má ăn cơm. Trai xuống ăn cơm đi em, đồ ăn nguội mất. Đúng rồi má, bây giờ mình vô ăn cơm đi. Người nhà mà có gì đâu phải cảm ơn à. Đi má, đi chị. Cùng đi ăn đi con. Dạ. Đi con. Đi chị, vô ăn đi. Dạ con mời má. Chị có tin này muốn nói cho em biết. Tin gì vậy chị? Dạ Thảo sanh con rồi. Chuyện đó em biết rồi. Cả má chồng và Thiên Trang cũng biết. Mọi người đang rất mừng. Nhưng còn một chuyện mà em chưa biết. Chuyện gì chị? Dạ Thảo đã làm mất đứa con rồi. Làm mất đứa con? Ừ. Là do chị xúi Dạ Thảo đem con của nó đi cho. Em thấy chuyện này có đáng mừng không? Làm mất con là chuyện buồn, sao mà đáng mừng hả chị? Buồn cho Dạ Thảo nhưng mừng cho em. Mất đứa con rồi thì Dạ Thảo không còn cơ hội tranh giành thế Khải với em nữa. Mà có thì cũng phải chờ rất lâu. Hèn gì mà em thấy thái độ của anh Khải rất là kỳ. Thì ra là anh buồn vì mất con. Thế Khải không chỉ buồn mà còn rất giận dữ nữa đó. Anh ta đã cho Dạ Thảo một bạt tai và một tối hậu thư. Nếu mà không tìm ra đứa con thì đừng hòng nhìn mặt anh ta nữa. Bây giờ em nên lợi dụng cơ hội này mà tóm lấy trái tim của Thế Khải, cố gắng sanh cho anh ta một đứa con. Bảo đảm vị trí của em sẽ nắm chắc trong tay. Chị à, sao chị làm như vậy? Chị có biết xúi Dạ Thảo bỏ con là rất ác không? Chị có xúi đâu. Chị chỉ buộc miệng nói ra, nhưng mà chị đâu ngờ là nó dám làm thiệt. Cho nên chị mượn gió bẻ măng giúp em thôi. Không được, chị phải nói Dạ Thảo kiếm con về mau. Em khỏi kêu, nó cũng chạy tán loạn lên suốt cả ngày để tìm con nó rồi. Rồi có kiếm được chưa chị?
Ai ngờ còn Thảo từ một cô bé nhà quê hiền lành dễ thương, ngờ được đâu tại sao có thể sân si người con thương lại biến chất trở thành một kẻ thủ đoạn như vậy. Người dám hại Trinh Trinh hết lần này tới lần khác, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Ôm mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời quay qua đây, người được không phải còn qua mặt tôi ngoại tình với anh ta không? Mấy ai thoát cơn phải bể dâu. Ông phận gái tuổi còn xuân. Cả hai đều mất bao nhiêu lần. Có bao anh dám phản bội tôi à? Anh dám có người khác rồi à?